Sitanda, Euro Sitanda, Haaland, Kittin là những thương hiệu ổ áp và bếp từ nổi tiếng trong nước và xuất khẩu của công ty cổ phần nghiên cứu và chế tạo thiết bị điện lưới miền Bắc. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 633 550 hoặc tới các điện máy showroom gần nhất để trải nghiệm và hưởng các chính sách ưu đãi tốt nhất. Mang khoe khéo VinFast VFE35, VFE36 của tay chơi xe người Việt trên đất Mỹ Taylor Ngô đang gây sốt. Bộ đôi xe điện chặt chém mạng xã hội và kênh YouTube suốt từ khi ra mắt. Kể từ khi có màn ra mắt hoành tráng, gây chú ý với truyền thông trong nước và quốc tế, sức nóng của bộ đôi VinFast VFE35 và VFE36 vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Vừa qua, tay chơi siêu xe Việt có tiếng tại Mỹ Taylor Ngô, Ngô Quang Sang đã sớm chia sẻ hình ảnh bộ đôi xe điện nhận được hơn 13.000 lượt yêu thích chỉ sau vài tiếng đăng tải và chưa có dấu hiệu dừng lại. Taylor Ngô đã đến Los Angeles Auto Show năm 2021 và tham gia hàng của VinFast. Anh nhận xét những chiếc xe của thương hiệu Việt đẹp, đáng mua, thậm chí tay chơi siêu xe người Việt còn lấp lửng chuyện sẽ đặt mua những chiếc xe trong thời gian sớm nhất khi có thể. Rất nhiều bạn bè của Taylor Ngô, trong đó có không ít người Việt tại Mỹ, không khỏi thích thú khi nhìn thấy những chiếc xe Việt xuất hiện tại triển lãm. Đa phần đều quan tâm đến mức giá, cách mua và thời gian bàn giao VFE35, VFE36. Phạm Trần Nhật Minh, biệt danh Minh Nhựa, một doanh nhân có tiếng chơi siêu xe, sở hữu dàn xế sang Lamborghini, Pagani Huayra trị giá hơn 100 tỷ đồng, cũng không khỏi thích thú trước sự xuất hiện của dàn xe Việt. Trong bài viết của Taylor Ngô, tay chơi xe khét tiếng đã để lại dòng bình luận: "Hay quá anh ơi, cái này anh có trước em nha." Sự xuất hiện của hai tân binh xe điện đến từ Việt Nam đang càn quét nhiều mạng xã hội Facebook, Instagram cũng như kênh YouTube. Kênh YouTube Supercar Blondie, nổi tiếng nhất nhì thế giới với 70 triệu lượt đăng ký theo dõi, đã đăng tải video tại triển lãm xe hơi Los Angeles. Nữ vlogger không giấu được sự phấn khích khi được sờ tận tay bộ đôi xe điện. Trong đó, việc được thiết kế từ Pininfarina, Ý, lão làng trong ngành ô tô, khiến cho VFE35 và VFE36 đáng sở hữu. Một trong những điểm nổi bật nhất mà cả hai chiếc xe cùng có, đó là dải đèn LED hình chữ V mà Blendy thích, có nghĩa biểu trưng cho thương hiệu VinFast và quê hương Việt Nam. Chất lượng sản phẩm tốt, tầm di chuyển lên đến 600 km, mức giá hợp lý và dịch vụ hậu mãi cực tốt, cùng tới 60 showroom. Chính là điểm mà Blendy ấn tượng về dòng xe điện. Nữ YouTuber cho biết cô chờ đợi được cầm lái bộ đôi xe điện mới. Tại Mỹ, lượt tìm kiếm cụm từ VinFast trên Google tăng đột biến. Một số cụm từ khác cũng được tìm kiếm theo, có thể kể đến như VinFast Car Price, VinFast Stock, VinFast Ride. California hay Los Angeles là những vùng có mối quan tâm đặc biệt đến sự kiện của thương hiệu Việt. Thông tấn quốc tế cũng chứng kiến màn càn quét của VFE35 và VFE36. Car and Driver viết, các mẫu xe rất phong cách và thoải mái. Điểm nhấn của các mẫu xe này là sự đơn giản hóa và an toàn. Chúng có màn hình màu hiển thị ngang tầm mắt, vô lăng điều khiển có nút bấm để vận hành xe. Nhờ vậy, tay bạn đặt trên vô lăng, còn mắt vẫn có thể quan sát đường. Washington Post, một trong những nhật báo có lượng người đọc lớn nhất nước Mỹ, gọi tên VinFast trong danh sách các mẫu xe điện tâm điểm tại triển lãm ô tô Los Angeles năm 2021. Theo tờ báo này, VinFast dự kiến sẽ bắt đầu nhận đặt hàng vào nửa đầu năm và có thể vận chuyển xe đến Mỹ để giao xe cho khách vào cuối năm sau. Mẫu xe VFE35 và VFE36 đều có quãng đường chạy, dự kiến cho một lần sạc đầy ấn tượng lên tới 460 km đến 510 km tùy phiên bản pin với VFE35 và 485 km đến 680 km tùy phiên bản pin với VFE36. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.